Vâng, chung kết ở trong trận đấu đầu tiên. AC đến từ game thủ Hồng Anh và Roman đến từ game thủ Gunny. Tay chém thì cầm chém, còn tay cung thì cầm cung. Thứ tự nó đã về, vâng, thứ tự nó đã về với nguyên bản của nó rồi. Hồng Anh là người cầm vâng cung sở trường, còn Gunny là người cầm chém sở trường. Gunny được cầm Roman, còn Hồng Anh là người cầm AC. AC Long Chảo. Rồi căng. Rất ghét những thế nhà kiểu như Long Chảo như thế này. Vâng, đất vẽ ruộng thì ít, xung quanh thì nhìn toàn thêm bấp mô. Gỗ đầu thì duy nhất một cây 75, còn lại thì vẫn chả thấy gì. Nhưng vẫn mong sao đây là bài kín để game thủ Hồng Anh ít nhất có thể vâng thi đấu được với Roman và game thủ Gunny. Gunny là một trong những người cầm Roman là cực kỳ phũ. Vâng, tiếp tục cùng quay trở lại với trận đấu thì một bài mà game thủ Hồng Anh đã có heal một bãi quả phụ, nhưng thế nhà như này là hơi khó khung để đánh cung. Không phải là không có rừng, nhưng những cánh rừng mọc theo hướng vâng sát mép bản đồ, việc khung là hơi khó. Nhưng những chiếc me răng ra của game thủ Hồng Anh, chúng ta thấy được vâng ý định của game thủ Hồng Anh là như thế nào. Với Gandhi thì vâng bài nào thì Gandhi cũng chém được. Ngay trong trận thi đấu đầu tiên Gandhi cầm vâng AC, còn Hồng Anh cầm cá tha thì Gandhi cũng là người chủ động đánh chém. Nhưng với những người có tư duy đánh cung vâng hiện hữu ngay trong đầu từ khi mới cầm chuột, có lẽ là vâng không có lý do gì mà game thủ Hồng Anh không đánh cung bài này. Chuẩn bị thiết kế S đầu. Rất nhịp nhàng, các bạn thấy là cực kỳ nhịp nhàng ở những thao tác của game thủ Hồng Anh. Rất nhịp nhàng. Mười chín trên 24 là tham lai lúc này. Bây giờ thì đá nốt con hươu còn lại ở trong bầy hươu đầu tiên về. Bầy hươu hơi khiêm tốn về số lượng, nhưng cũng may sao là bên cạnh đó còn một bầy hươu nữa. Ở phía dưới này có bãi quả, thậm chí ở ngay ở phía trên và phía xa thì Hồng Anh cũng đã phát hiện ra thêm một bãi quả nữa rồi. Hai mươi hai, 23 trên 28 là tham lai hôm nay. Bây giờ thì lên ăn bãi quả nữa ở rất xa. Có cắt một dân ra đá bầy hươu này về không? Phải có quá nhiều thao tác tay thì may ra chỗ này mới vâng cắt, vẫn cắt. Rất nhiều thao tác tay đến từ game thủ của anh, tuyệt vời. Hai hươu thôi cũng là một thành công. Ấy ấy. Hoảng mất rồi. Hơi đáng tiếc, sát vào một chút. Tí nữa. Rồi, đẹp rồi. Đúng rồi, chuẩn rồi. 25 là số dân lúc này. Nhưng đây là một bài vâng không có đồ đồ về, vì vậy phải vâng 8 bài x vẫn có thể kích. Đó là chuyện hết sức bình thường thôi. Vẫn rất nhịp nhàng. Điểm số của Gunny cũng đang khá cao. 22% giò đến từ game thủ Gunny. Rồi. Không biết là bao nhiêu dân nhưng 22% giò là tôi cảm thấy có phần nào đó yên tâm, chứ không đến mức vâng quá khủng khiếp. Mà bình tĩnh thôi, Gunny là người giò rất rộng. Vâng, chưa lên đời. Ổn rồi.
M và A cực kỳ nhanh, bằng khít nhau về đời 1, và Hồng Anh sẽ là người ít nhất là bằng ngang bằng với Gandhi ở đời 3. Ít nhất là như vậy, với ba nông dân đóng nhà này tôi không tin rằng game thủ Gandhi là người lên sớm hơn. Vẫn cố gắng đưa một voi về nữa, đưa được một voi này về với chiếc BS thì lực sẽ là siêu siêu khỏe dành cho game thủ Hồng Anh. Rất nhuần nhuyễn. Rồi, quá đẹp mắt rồi. Phải bỏ về kỹ này chỗ này hay không? Và này nếu Gunny không chạy dò đúng hướng thì Gunny sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Vâng, như vậy là Gunny đã bắt đầu đúng hướng dần rồi. Khi mà con ngựa giò của thủ Gunny lao thẳng vào bãi ăn hoàng đến từ game thủ Hồng Anh. Tương đối đau tình huống vừa rồi. Chơi đi. Bánh xe. Rồi, oằng rồi. Vâng, còn hai ba nông dân trong tình huống này. Khung ruộng nhanh một chút. Tuần đầu sẽ là hơi đuối. Các bạn có thể thấy là cái việc con voi về nó giúp ích như thế nào. Rất có ích. Vâng, tuần đầu tiên đều 4 con. Căn ke từ gỗ là không thể chuẩn hơn. Với đúng là với những game thủ trẻ. Chúng ta cùng xem Gunny là người sẽ trâu sọc đơn hay vẫn vắt 2 lờ đều lúc đầu. Như vậy là có thể, vâng, có khả năng là vẫn 2 lờ đều lúc đầu rồi. Mất con ngựa giò, điều đó giúp cho game thủ Hồng Anh dễ thở hơn một chút. Bây giờ turn đầu tiên của game thủ Hồng Anh bắt đầu đẩy đi. Lần theo hai con chém và sau đó thì rỉa máu. Vâng, turn tiếp theo của game thủ Gunny đã tới. QRC bắn là cực kỳ nhanh. Nhưng Gunny vẫn chưa phát hiện ra ruộng của game thủ Hồng Anh. Nên để ý một chút ở những bãi gỗ. Ồ rồi, tầm này là tôi đã thấy vâng có phần nào đó yên tâm rồi. Không đến mức quá nghẹt thở như cái thời điểm mà game thủ Hồng Anh bắt đầu đi dò, bắt đầu kích đề một nữa. Tầm này tôi thấy bắt đầu vâng dễ thở hơn rất nhiều rồi. Có một lượt giáp rồi. Vâng, tên cung R thứ 3 của game thủ Hồng Anh ra. Không phải là tên nào cũng đều, nhưng quan trọng số lượng bây giờ tụ lực đông. Pha về e là tương đối nhanh, chưa đến mức vội vàng. Rồi lùi nông dân vào phía trong thì là hợp lý. Và những con cung R rỉa là cực kỳ rát, tách đôi lượng cung R ra, vừa bắt ở nhà vừa vâng có khả năng đẩy đi. Rất tốt, tham lai 42 trên 64. Soi máu là cực kỳ nhanh, các bạn có thể thấy là game thủ của anh soi máu. Vâng, chỉ cần 3 lần cung R dương cung lên thôi là hai người chém nằm xuống. Tác dụng của cái việc vâng thao tác tay nhanh và soi máu nó là ở vị trí như vừa rồi. Bây giờ thì Hồng Anh bắt đầu điều R để bắt được những con ngựa chém này. Gandhi đang cảm thấy bối rối và khó chịu. Bối rối, nhức nhối và khó chịu. Tham lai Hồng Anh nở ra không ngừng, 47 trên 64. Và đã rất gần với vâng chiến thắng trong trận đấu đầu tiên rồi. Một trận đấu mà game thủ Hồng Anh đã cực kỳ cố gắng, bị dẫn trước 2-0, liên tiếp được đặt vào những thế vâng khó khi mà không cầm cái gì gọi là tuyển hết. Nhưng Hồng Anh vẫn biết cách làm như thế nào để giành lấy thế cân bằng, và bây giờ thì đang phản công ngược trở lại. Rất tốt. Tinh thần là rất đáng khen dành cho game thủ trẻ Hồng Anh, cực kỳ đáng khen. Và những tràng pháo tay kẹp với những ca ép coin
Có lẽ là nên dành cho game thủ Hồng Anh để Hồng Anh tiếp tục cống hiến những trận thi đấu mãn nhãn để các bạn vâng không đáng vâng bắt đồng tiền bắt gạo để được chứng kiến game thủ Hồng Anh thi đấu. Cuối cùng thì tỷ số cũng đã được ấn định 3-2 dành cho game thủ Hồng Anh trong trận đấu đầu tiên, một trận đấu rất hay dành cho game thủ Hồng Anh. Kịch tính và cảm xúc. 1-0 về C cho Hồng Anh và chúng ta cùng tạm nghỉ trong ít giây đến với C đấu thứ hai ngay sau đây thôi. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục đến với vâng kèo đấu giữa game thủ Hồng Anh và game thủ Gunny. Trận thi đấu xin lỗi bạn, C đấu thứ hai, trận thi đấu đầu tiên. Và hình máy game thủ Hồng Anh là người cầm Mark C và Gunny là người cầm Babylon ở trong trận thi đấu này. Mark C thi đấu với Babylon. Thực ra thì Mark C được xem như là tuyển nhưng mà tuyển trong đánh 4-4 thôi. Đánh map 3 và đánh map la thì có lẽ là phải vâng nó phải kín lắm nên mới được xem như là tuyển. Còn không thì vâng bình thường thôi. Loại quân bình thường thôi, không có bánh xe. Chỉ có một chút lợi thế về khả năng bóng rổ rộng, vậy tìm được nhiều đồ ăn thế thôi. Rồi yêu đầu 5 con, phía ngoài dường như là có quả phụ, đại cùng chờ xem có phải là có hay không. Một voi đang về rất dẻo, cố gắng thiết kế một chiếc VS vâng có thể nhân đôi nhưng tạm thời ở thời điểm này như thế là ổn rồi, không cần quá phải cầu kỳ.
Vâng, quay trở lại trận đấu Tham Lai 26 trên 28 là Tham Lai lúc này đến từ game thủ ông Anh. 7 đấu dân gỗ. BB thực đang dồn lên khá nhanh. Vâng, một bài hai bã quả phủ dành cho game thủ ông Anh. Vâng, Gani đi sai luôn rồi. Một vài và Gani có lẽ là không lên được đời. 1-0 dành cho cái thủ Hồng Anh trong C2. Rất nhanh.